Bữa hôm thằng nào con nào nó cá chết là do thủy triều đỏ, là do tảo biển nở hoa đâu. Thằng nào con nào suối dân cứ ăn cá tắm biển thoải mái đi đâu. Đi đội quần hết đi nghe chưa tụi bay. Mẹ tao nói cái thứ gì tụi bay á là phải đem ra cắt chất hết để cho chừa cái tội lừa đảo nhân dân. Mụ nội tụi bay, ta nói cá chết ròng rã hơn 3 tháng trời. Chính quyền Việt Nam nghiên cứu khoa học, điều tra cái quần què gì mà đéo biết lý do tại sao. Trong khi đó, chính quyền Đài Loan người ta ở tuốt ở bển á, mà người ta chỉ cần mới họp báo bữa hôm trước thôi. Qua ngày hôm sau thằng khốn nạn Formosa nó phải lòi cái mặt chuột nó ra. Nó phải có văn bản nhận tội liền. Còn dân đen Việt Nam đéo có cần phải nghiên cứu khoa học con mày gì hết á. Ngay từ đầu khi mà cá vừa chết là người ta đã biết thằng khốn nạn Formosa là thủ phạm đứng đằng sau rồi. Vậy mà khi dân kéo xuống đường biểu tình chống Formosa thì tụi bay quánh dân lên bờ xuống ruộng. Tụi bay du cho dân là ăn tiền của Việt Tân, là phản động này kia kia nọ. Mẹ sao tụi bay mất dạy quá vậy tụi bay. Bởi vậy, nếu như mà cái nước Việt Nam nào mà thiệt sự do dân tụi tao được làm chủ á nghe, việc đầu tiên tụi tao làm đó là sẽ đuổi cổ hết toàn bộ cái bộ máy chánh quyền làm ăn vô trách nhiệm, tắc trách ngu dốt như tụi bay á. Mẹ tụi bay, thằng khốn nạn Formosa nó nhận tội xong rồi, tưởng đâu đuổi cổ nó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hay đóng cửa nhà máy nó hay sao. Mẹ đằng này nó mới vừa bố thí cho cọc tiền 500 triệu đô là tao nói cha con tụi bay quan lớn quan nhỏ dãy đuôi táp y như thể là chó táp xương vậy đó. Mẹ tụi bay, 500 triệu đô làm được cái con mẹ gì? Nó có thấm thía gì so với biết bao nhiêu nồi cơm của ngư dân bị đập bể? Nó có nhầm nhò gì so với mấy chục triệu tính mạng của người dân Việt Nam đang sống dở chết dở đâu hả tụi bay? Cả một đội quân ngư dân hùng hậu chuyên bám biển, bây giờ bị giải tán một cái rẹt với giá 500 triệu đô. Mẹ quá bèo mà. Rồi đây, còn ai sẽ bám biển giữ đảo cho Việt Nam mình ở đây hả mấy thằng khốn nạn? Mẹ tụi bay thấy không? Chỉ có một cái kênh Nhiêu Lộc nhỏ xíu thôi hả? Mà kinh phí làm sạch đã lên tới cả tỷ đô la rồi. Vậy mà tụi bay đành đoạn, tụi bay ngửa tay, tụi bay bán rẻ biển của Việt Nam cho ngoại bang với giá 500 triệu đô. Rồi sao tụi bay ngu dữ vậy hả tụi bay? Đó tụi bay thấy không? Mới đây thôi nè, năm 2010 nè, cái tập đoàn dầu khí gì của Anh á, nó lỡ nó làm tràn dầu ra bên biển ở bên Mỹ á, mà nó phải đền cho người ta gần 19 tỷ đô la Mỹ. Rồi nó còn phải dọn dẹp biển chết mẹ luôn nữa. Còn đằng này, cái mức độ độc hại mà thằng khốn nạn Formosa nó gây ra cho Việt Nam mình còn gấp bao nhiêu lần nữa. Vậy mà khi nó mới thải cho tụi bay vài ba đồng bạc cắt lẻ là cha con tụi bay đã vui mừng rỡ, y như thể ông có nội tụi bay chết đi sống lại vậy đó. Còn nữa, quan trọng là trong 500 triệu đô tiền bồi thường đó, bao nhiêu tiền sẽ được dành để khắc phục hậu quả, bao nhiêu tiền sẽ được dành để hỗ trợ cho đời sống của ngư dân, hay là rốt cuộc nó lại chảy hết mẹ vô túi của cha con tụi bay. Mẹ tao nói cái sự cố Formosa nó phải được gọi là cái đại thảm họa của Việt Nam mình. Biển chết, cá chết, rồi đây hàng trăm năm, hàng ngàn năm sau chưa chắc gì hồi phục lại được. Vậy mà tụi bay, thân làm lãnh đạo, tụi bay đéo có biết nhục nhẽ đau đớn gì hết. Mà tụi bay còn ngồi đó, tụi bay hí ha hí hửng, tụi bay chia chác 500 triệu đô với nhau. Mẹ tụi bay đánh trống thổi kèn, tụi bay cho là tụi bay đã đạt được đại thắng lợi. Mụ nội tụi bay, ta nói bởi vậy đỉ cấp thấp nó bán trôn nuôi miệng, đỉ cấp cao nó bán miệng nuôi trôn, chính là cái phường lãnh đạo bất lương như tụi bay đó. Để dân tụi tao nói cho tụi bay biết, tổ quốc này là vô giá, sinh mạng của đồng bào Việt Nam là vô giá. Cho dù có bất kỳ một thế lực nào nó trả cho tụi bay hàng ngàn ngàn tỷ đô la Mỹ, hay thậm chí còn nhiều hơn như vậy nữa, thì tụi bay cũng không được quyền buôn bán, tụi bay nghe rõ chưa? Dân tụi tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái lời xin lỗi theo kiểu xạo quần của thằng khốn nạn Formosa. Mẹ nó diễn tuồng xong rồi nó bắt đầu nó đi đêm nó cấu kết cho tụi bay tiếp, đặng mà nó giết lần giết mòn cái đất nước này. Dân tụi tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những thằng những con khốn nạn bán rẻ lương tâm cho quỷ, phản bội tổ quốc bán đứng quê hương, ăn tươi nuốt sống trên chính xương máu của đồng bào mình. Mẹ tụi bay đó, tụi bay cầm 500 triệu đô đó, tụi bay chia chét ăn nhậu phè phỡn với nhau cho phì mấy cái thay mập của tụi bay. Trong khi dân tụi tao đang phải đối diện với cái chết, con cái tụi tao mỗi ngày phải đối diện với ung thư, sống bệnh, sống hoạn. Những thế hệ sau sanh ra phải đối diện với nguy cơ bị quái thai, bị dị tật. Mà tụi bay nuốt đành nuốt đoạn sao hả tụi bay? Nếu như tụi bay vẫn tiếp tục chọn giải pháp bao che cho thằng khốn nạn giết người Formosa, tụi bay không kiện nó ra tòa án quốc tế. Nếu như tụi bay vẫn tiếp tục chọn thép không chọn cá, tụi bay vẫn tiếp tục quay lưng lại với cái sự an nguy của dân tộc này, thì hãy để cho dân tụi tao được đưa ra sự lựa chọn. Dân tụi tao chọn giải tán cái chính phủ bù nhìn hèn với giặc ác cái dân này nè. Dân tụi tao chọn sa thải hết tụi bay đó. Nghe chưa mấy con chó bán nước mặt sợi.